À, chào chú. Chào bác Trung. Vâng. Mời bác vào. Bác ngồi đi. Tôi gửi chú cái giấy xin bảo lãnh. Cũng may nhờ có các chú mà việc họ Vũ chúng tôi được giải quyết một cách nhanh chóng. Cảm ơn các chú. Không có gì ạ. Đây là trách nhiệm của bọn cháu. Cũng may số tiền nhỏ, chưa đến mức phải truy cứu. Anh Mến có thể tạm về nhà, chờ khi công an huyện xác minh chính xác số tiền bị mất là bao nhiêu. Ô, thế thằng Mến nó đã khai hết rồi mà. Đó chỉ là lời khai từ một phía. Trong khi biên bản làm việc hôm xảy ra sự việc, số tiền bị mất lớn hơn nhiều. Đây là một điều rất mâu thuẫn. Tôi xin khẳng định, số tiền đó chính xác là 1.850.000 đồng chẵn. Tôi quản lý tôi biết mà. Vậy sao ngay hôm đó bác không đính chính ngay? Nói thật với chú, lúc đó nó cứ loạn hết cả lên. Với lại việc họ Vũ nhà chúng tôi ấy, nó rất phức tạp. Chú có thể để tôi tự xử lý được không ạ? À, tôi muốn hỏi chú một câu ngoài lề, chỉ để tham khảo thôi. Vâng, bác cứ hỏi đi. Nếu như trong phạm vi, cháu sẽ giải đáp. Ý tôi muốn hỏi, giả sử, chỉ giả sử thôi nhé, nếu như số tiền trong két là 50 triệu thì các chú xử lý thế nào? Có thể cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức án có thể thay đổi tùy thuộc vào những tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ. Bác còn muốn hỏi gì nữa không? À không. Cũng may rồi thằng Mến, nếu nó bị đi tù thì vợ con nó khổ. Tôi xin phép chú nhé. Vâng, chào bác. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Tay Mến này khó mà thay đổi được. Em gửi báo cáo lên huyện nhé. Ừ, làm luôn đi. Nhưng anh em mình còn rất nhiều việc cần phải xác minh đấy. Vâng. Cho anh một lát. Alo, chị ạ. Ngày kia là dỗ bố đấy. Sắp xếp công việc mà về nhá. Nhớ đừng có quên. Em nhớ ngày dỗ của bố mà. Nhưng mà em vừa mới chuyển công tác. Công việc nhiều quá. Không biết là có dứt ra để mà về được không. Tôi cố gắng nhá. Mà hôm qua cái Mai nó có gửi ít đồ lễ đến để thắp hương bố đấy. Chị chả hiểu được. Chúng mày yêu nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ lại còn chia tay. Thôi chị ạ, duyên hết rồi, biết làm sao được. Em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng trong trường hợp nếu như em không thể về, chị giúp em thắp cho bố nén nhang nhé. Ờ, thôi vậy. Vâng, em chào chị. Nào, vào đây. Ngồi xuống đây. Tôi ngã có tí mà sao đau thế nhỉ? Bác bảo bác đưa mày lên huyện để chụp chiếu, mày lại không nghe cơ. Khổ. Đói quá. Nhà có gì ăn không? Mì tôm nhá. Ừ, mì tôm được. Ê, này, không được. Mất máu thế này không ăn mì tôm được. Mua cái gì?